Ali Hoàng Dương và Titi. Em có tự nhận thấy mình là người có trực giác tốt trong cuộc sống không? Đến bây giờ thì em nghĩ là có. Tại vì em là một cái người nghĩ là sau này em sẽ trở thành ca sĩ. Và thật sự là bây giờ em là ca sĩ. Ví dụ như buổi sáng mà em thức dậy thì em có cảm thấy trong người em có vấn đề gì đó, thì là chiều lại hoặc là ngày mai lại là nó đều xảy ra, sẽ có chuyện gì đó. Dạ vâng. Như vậy là chứng tỏ là trực giác của em khá tốt đấy. Em nghĩ là nếu mà theo đường dòng nha, từ số 1 đi lên trên xuống đây, thì em nghĩ là nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng, nhân viên văn phòng, sếp, bạn sếp. Nhưng mà theo các bạn thì số 6 là làm nghề gì, Buka? Anh này là tài xế của sếp. Lần đầu tiên anh thấy em nảy số đúng ý anh. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Trung, không thích thả thính lung tung, tính cách cũng hơi khùng, nhưng không ganh tranh được như Thành Trung và cũng không xéo xác được như Quang Trung. Mọi người hãy tập trung vào Trung và xem Trung là ai nhé. Thì em chỉ nghĩ là nếu mà cái công việc này chỉ có anh số 6 thôi à? Anh số 6 đúng không? Dạ. Khi chương trình đưa ra, người to nhất là người khỏe mạnh, luôn luôn nằm ập vô mắt người chơi, nên có thể là bị lừa, nên ti phân vân với số 1 và số 4. Anh Trung nói như tiêu chí chương trình đi, đây là giác quan thứ 6. Là mình phải dùng cái trực giác mình cảm nhận, chứ không phải mình nhìn bề ngoài. Vậy là Ti biết cái chương trình này rồi. Chương trình này không phải là Dương Đông kích tay, mà là chương trình là thật thà. Ở đây có hai trường hợp chúng ta có thể cân nhắc, đó là số 1 và số 4. Tại vì hai anh nào cũng mảnh mai hết. Nó không rất là một khó. Nhưng mà số 1 với cái cặp đôi chân mày sắc lẻm đó thì có thể có nguy cơ hơn là anh số 4. Nhưng với cái độ dày của cái trái cổ anh số 4 thì có thể là anh là người hát lô tô rất giỏi. Cho nên bây giờ với cương vị của bình luận viên, tôi xin khuyên người chơi của chúng tôi hãy dùng quyền trợ giúp của bà Tiên đi. Ủa bà Tiên đi, sáng nay anh dậy anh có cảm giác gì không? Có cảm giác là thua. À hôm nay hả, chắc thua rồi. Là tại vì không nghe lời tụi em đó. Thường á là cái giác quan của mình nó nhạy lắm. Nhưng mà khi mà bước vô chương trình này, cái giác quan mình nó cảm thấy nó ngủ rồi. Nó ngủ mất tiêu. Thì sao anh? Quên luôn. Tại vì giác quan tụi em mạnh hơn, nhạy hơn. Bây giờ sẽ là kết quả.